Món kho phong cách của Thực Dưỡng Ngọc Trâm hôm nay có cái nền của nó là củ cải muối và tàu xì, hành tây phải tạo vị ngọt cho sung muối, đun dừ ra cùng với củ sen, củ sen khô. Đây củ sen khô. Đấy, củ sen khô. Thế sau đó cũng làm chúng ta cho chuối vào, chuối nó nhanh chín. Và cuối cùng là cho đậu gà vào trộn. Đậu gà khi luộc lên này cho vài hạt muối. Thì cái đậu gà này đến cái điểm sôi, điểm chín lý tưởng thì chúng ta dừng lại. Thì chúng ta cho cái nước, cái đậu gà vào đây và cái hạt đậu gà vào đây thì là để thay thế món thịt động vật. Vì đậu gà nó rất là nhiều năng lượng, rất là nhiều đạm. Tốt cho những người lao động cơ bắp. Các bạn không sợ ăn cái này thiếu chất. Hôm thì chúng tôi cho đậu gà, hôm thì chúng tôi cho mì căn, hôm thì chúng tôi cho đậu phụ rán hoặc là váng đậu. Thì cái phong cách này nó luôn luôn biến dịch, giữ được cái vị. Hôm nay mùi của chúng ta là gồm có sả và lá lốt và xương sông hái ở trên vườn. Mùi rất ngon, và vị càng ngon thêm.